Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, hôm qua ngày 30 tháng 6, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự vụ xảy ra quá gấp gáp, khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào lúc 5 giờ 16 phút sáng ngày hôm nay 1 tháng 7, thì trận lũ ống trên bắt nguồn từ thượng nguồn con sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở con sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to, kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Chen Long, một người dân 63 tuổi, người đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp nói rằng, vào khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày hôm nay 1 tháng 7, khi màn đêm đang bao phủ, ngoài trời cảnh tượng mưa lũ, ngập lụt đang diễn ra. Đường điện thì bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ ngon thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Chúng tôi nhìn từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống, lũ quét đang ầm ầm, ùn ùn từ thượng nguồn đổ về khiến cho những con chim hoảng loạn phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống, lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông Chen Long còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua tới tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét đêm ngày hôm qua. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi. Đang vào đà câu chuyện, ông Trần Long còn cho biết tiếp, tính đến ngày hôm nay 1 tháng 7, Trung Quốc đã trải qua 81 ngày đêm giông bão. 81 ngày đêm vừa qua, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và nhiều thành phố khác như Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán và Tứ Xuyên không biết tới ánh sáng của mặt trời. Những cơn mưa to và rất to liên tục ùn ùn dội xuống những tỉnh thành phố nói trên và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc. Để cho thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại họa và đầy đen tối đối với người Trung Quốc. Trong lịch sử của Bắc Kinh chưa từng phải trải qua giai đoạn khó khăn như thế này. Dịch bệnh COVID-19 tàn phá rất nhiều thành phố, trong đó có Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, khiến cho toàn bộ 31 tỉnh thành phố còn lại bị cô lập. Các hoạt động phải đóng cửa ngừng hoạt động. Nay thì mưa bão, lũ lụt, lũ quét, động đất, vòi rồng liên tục tàn phá Trung Quốc, khiến thiệt hại về người và của không thể đong đếm được bằng tiền. Người dân ở hạ lưu, sông Dương Tử và đập Tam Hiệp còn than vãn rằng chúng tôi chưa từng chứng kiến thảm họa nào mà đau thương như thảm họa dịch bệnh COVID-19 và thảm họa thiên nhiên như năm nay. Thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tồi tệ như thế này. Ngay từ đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng vậy tại sao từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Trung Quốc, Bắc Kinh lại liên tục gặp những điều đen tối đến như vậy? Phải chăng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc mang lại những vận mệnh không tốt cho đất nước này? Đó chính là câu hỏi mà hiện chưa có câu trả lời. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính ông Tập Cận Bình là người đang đem lại những điều không may mắn cho Trung Quốc. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính ông ta đã là người mà gây ra những rắc rối, những hiểm khích hay những đụng độ căng thẳng trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất đó là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền của Trung Quốc, có 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì Trung Quốc đã đi gây hấn với cả 13 nước. Chỉ cần nhìn vào điều đó thôi, chúng ta cũng hình dung ra rằng chính phủ của Trung Quốc là như thế nào rồi. Chưa kể tới việc chính quyền ông Tập Cận Bình đã chế tạo ra một loại vũ khí sinh học mang tên là virus Vũ Hán, để bây giờ nó lây lan đau thương cho cả nhân loại. Đây chính là tội ác của Trung Quốc, cho nên mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay để trừng khử Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ suốt hơn 2 tháng vừa qua đã làm cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng Trung Quốc đang gặp những vấn đề u ám, đen tối như thế thì ông Tập Cận Bình có xin từ chức hay nhường chức cho ai đó hay là không? Xin thưa với quý vị rằng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì ông Tập Cận Bình được cho là người quá tham lam nhất trên thế giới. Ông không chỉ tham quyền cố vị mà ông còn đang nuôi tham vọng muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, vượt qua cả Mỹ và Nga. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian dài vừa qua, ông ta muốn chiếm trọn Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Bởi vì ông lý giải rằng Biển Đông có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi cho Trung Quốc. Nó chính là lá chắn quân sự, là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên, dầu khí cũng như thủy hải sản cho Bắc Kinh, một nước mà có dân số lớn nhất trên thế giới và muốn đưa Trung Hoa đại lục trở thành giấc mộng Trung Hoa, trở thành siêu cường quốc tế thì đầu tiên chúng ta phải chiếm được Biển Đông. Đây chính là ước nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà quân đội của Bắc Kinh trong thời gian dài vừa qua liên tục đem tàu chiến, máy bay ra ngoài Biển Đông để càn quét uy hiếp các nước trong khu vực, hòng cướp cho bằng được Biển Đông. Tuy nhiên, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc nếu không Biển Đông đã thuộc về Bắc Kinh rồi. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình được cho là không chỉ muốn chiếm trọn Biển Đông mà ông ta còn muốn chiếm dãy núi Himalaya nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là dãy núi nổi tiếng trên thế giới. Ông còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm cả núi Rồng Vàng của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn muốn chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản và vùng biển Hoa Đông. Và tất cả những cái tội lỗi đều do lòng tham của ông Tập gây ra. Đây chính là lý do vì sao mà nhân quả báo ứng cũng như nghiệp quật đang đổ dội lên đầu ông Tập Cận Bình. Ông ta phải hứng chịu cho những tội lỗi của mình đã gây ra. Đây chính là nguyên nhân vì sao gần 90 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn, bão táp mịt mờ. Các chuyên gia thủy văn của thế giới còn cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận nhiều điều tồi tệ và đau thương mà thiên nhiên đang ập đến. Chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới có bị vỡ hay là không. Khi mà cho đang chứa một lượng nước lớn nhất trên hành tinh với hơn 65 tỷ mét khối nước và khi nó vỡ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và sự khủng khiếp tàn phá của nó chúng ta sẽ được chứng kiến trong thời gian tới. Thưa quý vị, có thể nói rằng mưa bão liên tục càn quét Trung Quốc trong những ngày vừa qua gây ra một thiệt hại vô cùng to lớn với chính quyền ông Tập Cận Bình. Mưa bão đang xảy ra là hoàn toàn có thật chứ không phải là chuyện hư cấu. Rất nhiều quý thính giả nghe nhiều tin về mưa bão trong suốt thời gian vừa qua đã lên tiếng rằng hoàn toàn là chuyện bịa đặt và hư cấu và những người nào ghét Trung Quốc thì mới ám chỉ điều mưa bão đến như vậy. Nhưng thực tế thì mưa bão đang diễn ra một cách hết sức chân thật. Hôm qua 30 tháng 6, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết lũ lớn đe dọa tới các di sản thế giới 1.200 năm tuổi. Tờ báo của Trung Quốc nêu chi tiết như sau. Lũ lụt trên thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc các nhà chức trách phải sơ tán 100.000 người. Dòng nước lũ cũng đang đe dọa một di sản lên tới 1.200 năm tuổi, đó là di sản mang tên Tượng Phật Khổng Lồ Lạc Sơn hay còn gọi là Lạc Sơn Đạo Phật cao tới 71 mét. Di sản của thế giới này đã được UNESCO công nhận là tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc khi dòng nước lũ đục ngầu dâng lên tới ngón chân cái của bức tượng, lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1945 tới nay. Thông tin trên cũng được truyền thông Trung Quốc CCTV đưa tin vào bản tin thời sự vào tối ngày hôm qua 30 tháng 6, nói rằng mưa lũ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, con sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Hồng đã làm cho nước lũ dâng cao và đục ngầu, nhấn chìm toàn bộ những vùng trũng của Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng và Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp và di chuyển ngay những người dân của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn cho biết Tứ Xuyên, nơi có con sông Dương Tử chảy qua, đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa và cao nhất trong lịch sử. Ủy ban Tài nguyên nước của con sông Dương Tử, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát về con sông, tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày hôm qua. Ủy ban này còn cho biết mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến sẽ vượt quá mức chống lũ an toàn từ 3 tới 5 mét. Đây là một trong những mức nước nguy hiểm nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến.
Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp, công trình thủy điện khổng lồ lớn nhất Trung Quốc cũng là lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại, được thiết kế để giữ lũ lụt trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp tại sao lại là con đập lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại? Bởi vì trên thế giới không có một con đập nào lớn bằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nó đang sở hữu những cái thông số được cho là kỷ lục trên thế giới. Ví dụ như nó được xây dựng 15 năm mới xong, từ năm 1991 tới năm 2006, và nó chắn ngang con sông Dương Tử dài tới gần 3.000 mét. Nó cao tới 185 mét và được xây dựng tới 65.000 tấn thép, tương đương với 6 tòa tháp Eiffel của nước Pháp. Kính thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua 81 ngày đêm không biết tới ánh sáng của mặt trời. Đó hoàn toàn là sự thật, chứ không phải là thông tin bịa đặt. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột. Chính vì vậy mà hôm qua, cơ quan đầu não của Bắc Kinh đã quyết định mở thêm 11 cửa xả lũ tại con đập Tam Hiệp. Hiện con đập Tam Hiệp có 30 cửa xả lũ, nhưng tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên thì cơ quan đầu não của ông Tập quyết định cho xả lũ để nhấn chìm, hy sinh một số nơi ở hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Bởi vì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, hiện mưa to đến rất to kèm theo bão và vòi rồng, lũ quét, lũ ống vẫn tiếp tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, khiến cho mực nước trên 500 con sông lớn bé và những con đê đang có nguy cơ bị vỡ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đỉnh lũ của trận lũ số 5 trên sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hồng đã đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp với lưu lượng trên 75.000 mét khối trên giây. Đây là một lưu lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử mà Trung Quốc phải chứng kiến. Hiện đập này đang phải mở tới 11 cửa xả lũ với lưu lượng xả lũ lên tới 49.200 mét khối trên giây. Dự báo đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục mở thêm những cửa xả lũ trong một vài ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại hạ nguồn là tương đối cao. Tất cả những tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều đang trong tình trạng ngập lụt và sống trong cảnh bão lũ. Tất cả bị chìm trong biển nước lũ, có tới 15.000 ngôi nhà bị ngập chìm và 16.798 ô tô lênh láng ở ngoài đường. Hệ thống điện, đường, trường, trạm của Trung Quốc bị phá hỏng. Toàn bộ các hệ thống như trường học, bệnh viện và sân bay, bến cảng đều bị phong tỏa và ngừng hoạt động. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra rất nhiều đau thương cho thế giới. Điển hình là con virus Vũ Hán, nó bây giờ đã lây lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này, làm cho hơn 194 triệu người nhiễm và gần 8 triệu người tử vong. Một con số quá đau thương, chưa kể tới việc tội lỗi của ông Tập Cận Bình gây ra ở Biển Đông và các vùng biên giới lân cận với phía Trung Quốc. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời, quả đúng là không sai. Và những ai mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý là đi ngược lại với an ninh an toàn của thế giới, bị trừng phạt. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút thông báo để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.